Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một hành trình đi đảo Phước Hải 2 ngày 1 đêm của mình nha mọi người. Hôm qua là ngày đầu tiên nhưng mình không có pin điện thoại lên quay video, mà sẽ giới thiệu sơ lược cho mọi người cùng biết nha. Thì hành trình từ Bình Dương qua Phước Hải thì tầm 3 tiếng rưỡi nha mọi người. Đi đi theo chị Google chỉ được. Bây giờ buổi sáng tại Phước Hải tầm 6 giờ 30 nha mọi người. Đây là cái chỗ không gian buổi tối người ta sẽ thả diều nha mọi người, thả diều. Đây, còn quán cà phê phía trước là chợ In Chiêu. Đó. Có nhạc MC đồ hát rất là vui. Tối nào hình như là chỉ có thứ bảy và chủ nhật thôi nha mọi người. Đây là bãi diều Phước Hải nha, rất rộng lớn nha. Tối thì đèn nó sẽ hơi chiều nó sẽ trên bầu trời và đèn rất là sáng, rất là đẹp. Mình đi theo chế độ tiết kiệm mọi người. Đây là bãi biển Phước Hải nha. Phía tay phải này á là mình đi về hướng Hồ Cốc Vũng Tàu ha. Phía tay trái này á mình sẽ đi về La Ri, Bình Thuận, Cầu Tràm. Ủa, nhầm, phía tay phải sẽ đi Long Long Hải xong tới Vũng Tàu. Hướng này sẽ đi về Long Hải và Vũng Tàu ha. Thẳng bên kia. Còn hướng bên đây mình sẽ về trái, mình sẽ đi về Hồ Tràm, Hồ Cốc, La Ri, Bình Thuận. Còn phía bên kia đó chính là cái bờ kè Phước Hải mọi người. Tối bán hải sản rất là rẻ mọi người. Một ký hào chỉ 35 ngàn. Và người dân chủ khách sạn đây người ta nói là quán nào cũng như quán đó là giá giống như nhau hết, niêm yết hết cho mọi người, không sợ mắc rẻ cho mọi người. Nhưng mà rất là ok, đặc biệt là hào rất là tươi, rất là sống. Đó, mặt trời đang lên nha. Hồi sáng tính thức dậy để coi bình minh mà thức dậy không kịp mọi người. Cũng quên nha. Đây đó, đó làng chài nè, húng đồ quá trời mọi người thấy không đó. Đây các bạn đang di chuyển dưới biển đồ. Bên kia thì có bãi tắm Phước Hải mộ mọi người. Mọi người có thể qua bãi tắm, nhưng mà đặc biệt ở đây là sứa rất là nhiều nên mọi người phải cẩn thận nha. Bãi tắm nó có một hàng hàng dừa hàng dứa gì mình hàng dừa mọi người. Buổi chiều rất là mát mẻ, chiều hôm qua mình có tắm tại bãi tắm đó. Còn phía trong đây đó chính là chợ Phước Hải mọi người thấy không, chợ Phước Hải nha. Đó là cái đường này nè, mình ra mình phải nè, Hồ Cốc, hồ Tràm đồ này mọi người, La Ri, Bình Thuận. Và phía trái mình sẽ đi về Long Hải, Vũng Tàu. Đặc biệt ở Phước Hải thì nó có rất nhiều homestay an vui nè, homestay một homestay nè. Nhưng mà mình chưa có vô homestay gì, mình đang đi ở chế độ tiết kiệm. Mọi người có thể đi một kiếm một khách sạn ở trong một nhà nghỉ ở trong hẻm hóc gì đó giá rất là rẻ. Rồi mọi người có thể đi bộ ra bờ kè để ăn uống nè ha. Đó. Ra bờ kè để ăn uống đồ. Bây giờ buổi sáng chủ nhật. Hôm nay là ngày 28 tháng 4 mọi người. Chuẩn bị lễ 30 tháng 4 nha. Tốt nhất mọi người hãy chọn một khách sạn gần chợ Phước Hải nha. Thì mình sẽ đi ăn sáng, cà phê, ăn tối nó tiện lợi nha mọi người. Đó, phía sau kia chính là chợ Phước Hải. Tiếc quá, mình không có quay diều cho mọi người được. Tại vì hôm qua điện thoại mình nó lại là cầm tắm nha mọi người. Cái máy quay mình nó hết pin. Giờ mình kiếm chỗ mình mua dao cạo râu. Quần áo rồi ha. Đây là hình ảnh sau lưng đây là hình ảnh sau lưng chợ Phước Hải mọi người. Rất nhiều quầy đồ ăn, rồi cửa hàng thiết yếu. Giờ mình đi kiếm dao cạo râu. Và khách sạn mình đang ở với mọi người là khách sạn Ngọc Đán Hotel nha. À, đi ra biển cách khoảng biển khoảng chừng 50 mét à. Hôm nay mình đi là 27 tháng 4 thì giá phòng khách sạn là 800 ngàn, nhưng mình thêm hai cái niệm nữa thì nó là 1 triệu mọi người. Giá cả cũng ok đó nha mọi người.
Đó, đây là chợ Phước Hải nè. Đồ ăn rất hấp dẫn mọi người. Không tin vô đây mua không có dầu cù gâu. Sáng giờ kiếm dầu cù gâu không ra nha mọi người. Sau một hồi mò kim tái biển mà tìm kiếm thì mình đã kiếm được cái chỗ bán dầu cù gâu mọi người, đi khắp chợ đi mọi người. Kém khách sạn thì đâu cho xa thì chứ. Nó là chỗ nguy hiểm nhất, chỗ an toàn nhất gần trước mắt mà đi một vòng cho xa. Đó, bây giờ mình sẽ vô khách sạn của mình nha. Một đáng hotel. Bây giờ mình sẽ di chuyển vô lòng trong của chợ Phước Hải mọi người. Cách khách sạn khoảng chừng 20 mét. Bây giờ các quầy ẩm thực ánh sáng rất là nhiều nha mọi người. Đó, quá là đông luôn. Hôm nay là chủ nhật 28 tháng 4, chuẩn bị giải phóng miền Nam Việt Nam mọi người. Phía trước chính là chợ hải sản Phước Hải. Đây cái quầy bán nhu cầu thiết yếu. Kem nước ngăn bằng chảy mọi người, đầy đủ hết. Trái cây rồi, rau củ quả đâu. Rồi hôm nay gia đình mình biết mình ăn cơm tấm buổi sáng với tiệm cơm tấm gần chợ Phước Hải mọi người. Cơm tấm Bảo Hà. Đây là thịt nướng rất là thơm, bốc mùi xuống cuối chợ mọi người. Một dĩa sườn bì chả tấn luôn cô. Ăn là phải đặc biệt. Mọi người hấp dẫn quá mọi người ơi. Bà gọi hả gì ạ? Chứ bà gọi hả? Tưởng bà gọi ngon quá hả? Đây là hình ảnh dĩa cơm sườn bì chả tướng đặc biệt của mình rất hấp dẫn mọi người. À. Hai đứa con. Rồi, hai đứa này sẽ quay về Bình Dương sớm nhất có hỏi. Tại ăn uống kiểu này là thôi, thua. Có chứ, chả đó. Chả có da heo nha mọi người. Chả là giống ghế này luôn. Giống cái dạng giò hủ á. Hấu là gì trời? Sắp mở rồi. Rồi chơi nha.
Đi hỏi nó miếng đi cà phê. Kiếm chuyện đó không? Rồi sau khi ăn mình di chuyển đi uống cà phê mọi người. Cảm ơn Canh Tấm Bảo Hà cho một bữa ăn rất là ngon rồi. Người ta bây giờ người ta nói là không có ăn đó, mà người ta ốm đen đuối người ta chỉ đi ăn xin ăn. Còn mình có ăn không sướng còn còn chính kiện không ăn. Chưa ăn đi nha. Thương chi cũng bỏ hơn kiện chưa. Thôi bài nhà cái bên chịu nổi rồi. Đây là xung quanh Trạm Bắc Hải nha. Rồi ha. Du lịch siêu rẻ nha, siêu ngon nha mọi người. Bây giờ mình sẽ hành trình để cà phê với mọi người nha.
xong hồi di chuyển mình đã có mặt tại bờ kè. Không, đang chạy Phước Hải mọi người. Bây giờ tầm 7 giờ mấy á, chắc là mát mẻ. Phía trước là bán cái cà phê trời chiêu. Đây. Các bé thấy biển, các bé phái một xuống tắm. Đây là cái húng. Đây là các cô chú mới đi ra du lịch nè. Đó, húng quá trời luôn. Rất là mát mẻ, mây rất là nhiều nha mọi người. Rồi đủ rồi, đủ gió luôn. Không, nó trôi ngược nè. Để đi, nó trôi ngược nè. Ủa, có chỗ bỏ ta cây mấy cây được không ta? Có mấy cái bao jumbo đó. Đâu? Một cái. Chớ rồi, chớ này đụng máy giống nít của bà. Có vậy vậy em chết luôn. Một cái xả để xuống mà mấy tay ra đi. Bác lên luôn bác. Đang lên gì mọi người? Ủa rồi có dụng thuốc này là sao quý vị? Gì? Chịu chiêu. Rất đẹp. Bây giờ các bạn đang thả diều mọi người. Giờ mình sẽ đi hỏi nếu mà làm một con diều thì có bao nhiêu tiền ha. Anh con diều đó cỡ nhiêu tiền anh? 2-3 triệu hả? 2-3 triệu là 6 triệu lần đó. Vậy là 3 triệu hả anh? Đã ha. Giới thiệu quán cà phê lên cho ông Ngọc Hoàng biết luôn mọi người. Triệu chiêu. Con heo diều tầm 2-3 triệu. Đó. Bữa nay thả nhiều không anh? Mấy giờ mới thả nhiều? Lát con có gió thật mạnh thì lát có đầy luôn. Rồi rồi rồi. Sớm hả anh? Tình hình nóng nực quá nha mọi người. Bây giờ mình sẽ uống một ly cà phê tại cửa hàng cà phê Milano. Milano Coffee có giá cả gọn gàng mọi người. Tiền để anh bạn chị. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình di chuyển ra biển nha. Diều đang lên đi mọi người, đó. Sơn hỏi lên con diều cho bá lửa đi mọi người. Con diều này tầm khoảng là 30 triệu thì phải. Con chút xíu mà 2 triệu rồi. Này là phải 20-30 triệu. Khủng khiếp. Diều khủng khiếp nha mọi người. Đang khách đang từ Vũng Tàu đổ vô rất là đông. Tại đêm qua ta chơi Vũng Tàu, bữa nay ta đổ ở đây ta coi thả diều. Hôm nay là chủ nhật ngày 28 tháng 4 2024. Đó, dù là tổ vô rất là đông. Đây là chợ Phước Hải.
Ok mọi người nha, ra biển cùng mình nha. Rất đẹp cho mọi người. Cầu rồi không, cầu đỏ rồi, cầu Mỹ rồi, cầu gì tè le hột me luôn. Bây giờ là hai con diều bự chà bá đang lên, là con diều này con diều bạch tuộc không mọi người. Ôi không. À con diều cá đuối. Hai con diều cá đuối đang chuẩn bị vẫy cánh lên nha mọi người. Một con cá đuối bảy sắc cầu vồng, một con đuối trắng đen. Đó là mình hỏi giá trị con diều này bao nhiêu tiền nha mọi người. Qua đây. À gió đất tốt vì nhiều cá đuối đang quẩy cánh bay lên trời mọi người. Anh có nhiều cá đuối là cỡ nhiêu tiền anh? Hai mấy triệu hả? Con này tầm 21, 29 triệu mọi người. Cái số tối thượng đi, khỏi bỡ ngỡ. Wow, quá đẹp. Cái này mà tối mọi người ra ban đêm á, có đèn đẹp lắm nha mọi người. Bây giờ là chuẩn bị con diều mực lên cất cánh mọi người. À, cặp dây lên luôn nè. Ô, gió rất tốt. À. Mực này mực gì trời? Mực ống. Diều mực ống mọi người. Con diều giá trị cả bao nhiêu tiền anh trai? Này con mực ống nè. 40 chài không? Không tới hả? Cái ông cỡ cả con gì? Cá đuối à? Để ngồi gói đủ quá nhau luôn. Giữ cái này. Lấy tay anh. Mực này mới quá vậy anh? Đây, mực này mới quá vậy? Đúng không vậy? Không chừng về được giờ chừng tuần à. Đâu, thả hết bữa nay à. Anh ơi con mực này mới quá anh ơi. Chiều nay nó cháu lộng không chịu trách nhiệm đâu. Cá đuối nữa, gió dữ lắm. Gió lên là nó ra. Rồi, bây giờ diều lên cắt đẹp mọi người. Đó. Cái con mực này có giá trị tầm 19 triệu mọi người. Lúc đầu ra bằng 2 triệu anh ấy có nói. Đây là diều tập trung rất nhiều của các tỉnh thành miền Tây. Ở đây là thả diều là câu lạc bộ diều Phước Hải mọi người. Chế mình bán cho phê trời anh chiêu. Rồi bây giờ mình sẽ tạm biệt thành gì Phước Hải mọi người, mình đi di chuyển bằng bờ biển dọc bờ biển đi ra là thị xã La Ghi, nhưng mà thị trấn La Ghi Bình Thuận nha mọi người. Mọi người cùng đi với mình nha. Rồi sau khi di chuyển từ di chuyển từ ngoài Phước Hải, giờ mình về tới mũi cây gà Bình Thuận nha mọi người. Mình đang ghé một bữa hải sản Thì Dung, là mình hay chứng kiến một cảnh ốc hương cầu mọi người, rất là bự. Tôm hùm con bự bằng bàn tay đó, ốc hương cầu bự bằng cầm tay cổ bự dữ á đó, đó quá hấp dẫn mọi người. Hương biển hương thiên nhiên luôn. Ừ, mực sao tự ba lấy. Tuy mấy cặp đi số ra đây chủ yếu mua quành về chứ không có ở. Đi ra đây không có chỗ ở. Đây là ghé em người. Ghé này nhiêu ký anh Mật? 500 hả? Bữa nay giá cao rồi. Bữa nay lợi giá cao đúng rồi. Ồ. Con chay. Con chay luôn. Cái này nè, cái này nè. Ghen mấy tay nè. Để xem chất bự mọi người.
Còn nặng thịt chắc thịt nặng rồi á. Ờ không hơn cầu. Này ốc ốc voi. Ốc voi đúng không chị? Bé có nhiều người lòi đất nở nữa. Dạ. 80. Các biểu không vậy? Bắt không có khủng, nay nhờ mấy nhỏ này ăn, tối về. Tắm đã xong cái quay như vậy. Tới chưa? Tới rồi. Dạ. Nhưng mà giờ là chỉ chạy đường biển đẹp lắm. Dạ. Đó. Con nghe nãy sao? Đó. Đồ thì nó cho bổ. Cái đục chấm chín nha. Có lấy hết gì đó. Bạn kêu lấy hết gì đó luôn. Ừ. Trời ơi, hồi nãy ông nói lấy cái do cái đầu sợ mai không có đâu nha. Lấy hết gì đó đi. Giữa hải sản thì dung. Tôm hùm nha mọi người. Tôm hùm. Rồi giờ anh lấy mình nhiều không mà. Em nghĩ là chắc lên đủ á. Lên đủ không? Rồi, bên kia bên mấy người nữa à? Bên kia 4 người. 3 người. Ba người. Cái này tụi chị muốn xe điện đi đâu á là tụi chị phải gọi số mấy đây? Dạ mình bấm tiếng không gọi lên nè. Ok. Ba em. Nó còn bao nhiêu ạ? 212 2023 43. 10. Sau một hồi di chuyển khắp bốn phương thì mình hiện tại đang có mặt tại Novo Walk Phan Thiết Summer BB như này. Rất đẹp nha mọi người. Bây giờ mình được vô một quán nhà hàng Hàn Quốc đang Kora BBQ Restaurant. Có nào tại Bikini Beach Phan Thiết. Bây giờ mình cho nhà hàng Hàn Quốc nha mọi người. Rất đẹp. Đúng là bà Hàn Quốc người ta ăn vậy. Để người ta cái cửa này.